Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của tụi mình. Xin chào! Thế giới bóng đá luôn tồn tại rất nhiều những tình huống độc nhất vô nhị mà có thể đẩy cảm xúc của người xem lên tới tận nóc. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những pha bóng ảo diệu nhất trăm năm mới xuất hiện một lần và chỉ có trong môn thể thao vua thôi các bạn nhé. Let's go! Bất ngờ chưa? Tôi đang lừa ông đấy. Cơ mà sao lại trông quê đồ thế nhỉ? Thôi đằng nào cũng đã lỡ rồi, ôm bóng luôn cho nó bad boy hẳn luôn ha. Đã xong kiếm hợp bích rồi mà vẫn không ghi được bàn thắng à? Thế thì lại hơi tiếc cho các anh Dortmund quá. Ấy chết, ai lại sút penalty kiểu đấy Isak? Khôn như ông quê tôi đây. Phạt nhẹ một cái thẻ vàng cho nhớ này. Ô kìa cái ông trọng tài này, thứ ra ngoài sân duy nhất trong pha bóng đấy là tôi chứ không phải trái banh nha. Cái gì mà căng cơ vậy trời? Alo trọng tài FIFA, ủa gì vậy anh? Gì vậy ông này, trôn nhau à? Hay là lại chơi bài gây đòn tâm lý lên đối thủ? Mặc đúng kiểu hình sự luôn. Cơ mà làm màu quá, đến lúc đá 11m thì lại bị thủ môn bên kia vã cho sấp mặt. Đó mới là đẳng cấp đấy chú em, non lắm. 1 tỷ ánh đèn laser chiếu vào mắt, thế thì thử hỏi Salah làm sao mà tập trung đá quả penalty này đây? Xuất ra ngoài là rõ rồi, đến chịu với mấy ông khán giả châu Phi. Khai thật đi thằng cha thủ môn, bọn nó trả ông bao nhiêu để ông bán độ trận đấy? Ném bóng thẳng vào lưới nhà luôn thì thử hỏi có đáng bị nghi ngờ không? Ảo thật đấy. Úa, bất ngờ chưa? Lại có thêm một quả bóng nữa lăn trên sân kìa. Nào nào, cái ông Busquets lại có ý đồ gì đây? Ông này hay tung mấy cái chiêu nghịch ngầm lắm nha. Một chiếc thẻ vàng cảnh cáo cho sự tăng động không đúng chỗ này nha. Chúa hề McGuy hết ngăn cản đồng đội mình phòng ngự để cho đối thủ dễ dàng ghi bàn, giờ lại còn tự tay bóp luôn người anh em cùng chung chiến tuyến nữa chứ. Mắc gì ông tự đi tố cáo đồng đội mình chơi bóng bằng tay vậy? Lại khổ Matic phải đi giải thích cho trọng tài. Cái kiểu dàn xếp đá phạt này thật là bá đạo quá đi. Nào tất cả hãy cùng quỳ xuống và vái lại tổ tiên phù hộ nào. Rồi xong, nhìn thì hay mà lúc áp dụng thì ối rồi ôi luôn. Dẹp dăm ba cái màu mè này đi thôi các ông. Mọi người nghĩ sao khi ở cái khoảng cách xa tuyết mù khơi thế này, ông thần số 3 kia vẫn có thể ghi bàn? Nghe vô lý đúng không nào? Nhưng với một chút máu liều cộng với sự ra vào thí hợp lý của thủ môn bên kia, thế là chúng ta đã có một siêu phẩm ảo ma Canada hết sức rồi. Ở đây hình như có gì đó sai sai. Nào, ông này từ đâu chui ra? Đây là chiến thuật đội tôi cơ mà. Thích hóng không? Ở làm sao cho người ta xem một chút thì có làm sao, gì mà căng vậy mấy anh. Bàn thắng thì cũng bình thường thôi, không có gì phải bàn. Nhưng mà quả reaction của huấn luyện viên lại cục xúc quá, xúc thẳng chai nước suýt vào mặt người ta luôn mà. Ông ấy mặt cáu lên thì vị thuyền trưởng kia lại chả ăn nguyên cả băng đạn. Ồ thế tự dưng bàn thắng lại đến à? Thế thì cho mình xin, cứ cái gì miễn phí là mình cứ xơi tự nhiên ok. Nào công nghệ va vào cuộc xem nào, việc vị chưa, alo. Đo kỹ lắm rồi anh Tài ơi, lấy kẻ giấy ra để đo đây này, bàn thắng hợp lệ nha. Các cầu thủ West Ham chắc là cay cái thằng cha cổ động viên này vãi nhái. Đang dàn xếp tấn công, tự nhiên mọc đâu ra thằng dở hơi chạy khắp sân. Thế là phải dừng bóng, nghĩ nó cay thiệt chứ.
Cái gì mà giả vờ với quả bóng để đấm luôn huấn luyện viên vậy, Van Verder? Tiểu xảo này xứng đáng nhận một vé lên ghế dự bị trận sau nha. Nay thì thích cosplay Suarez này, định trao đổi chiêu thức răng miệng đúng không? Một chiếc thẻ vàng nữa, tổng là một chiếc thẻ đỏ xin gửi tặng ông thần. Xin mời ông đi ra ngoài sân mà cắn người nha. Giả dụ bị đối phương lột áo thi đấu như này thì có bị tính thẻ vàng không các bác? Chứ người ta phủ vàng cởi áo hộ luôn ngay giữa sân thế này mà ăn thẻ thì oan quá bao đại nhân. Mà ai mắc các ông cởi hộ tôi vậy? Không khiến ông anh tự hách não mình lẫn đồng đội nha, cứ đá 11m như bình thường thì có làm sao, đằng này đây lại thích màu mè cơ chứ, thế thì tật phạt đền nha. Ồ, bất ngờ chưa bọn khốn, bóng chưa lăn qua vạch vôi đâu nha, xem ta làm ảo thuật biến mất trái bóng nè, leo leo. Cơ mà chúng nó đánh đau quá các bác ơi, ngại cứu phát. Rồi tiếc rẽ cái quả phạt góc ấy làm chi để rồi suýt nữa phải nhận bàn thua vậy ông thần. Xong cuối cùng vẫn bị ăn phạt góc, cùng kiền không chịu được á. Cầu giờ đỉnh cao thế này thì xứng đáng nhận một chiếc thẻ vàng rồi Pellegrini, không cần phải nói nhiều. Cơ mà thôi, câu kéo được khối thời gian giúp Roma thắng vẫn lãi to ha. Một khi Thượng Đế đã phán McCarthy sẽ có bàn thắng, thì dù cho có né cỡ nào thì vẫn được làm người hùng nha. Đấy, suốt nữa đi, thoải mái anh dai, anh mang bóng về nhà luôn cũng được. Ồ thế đang đá pen hay là đang đi trình diễn thời trang? Hời hợt thế này thì ghi bàn làm sao được, hay là lại bán độ, tôi nghi mấy ông này lắm. Ở kia cái ông này, mắc gì đỡ bóng hộ người ta vậy? Rồi ai khiến, thích gây sự à? Làm sao? Như nào? Anh tài cho ông ấy cái thẻ đỏ đi, đòi lại công bằng cho đội bên kia. Ghê vậy, anh thủ môn này sở hữu khả năng 11m đỉnh cao đấy. Cú lừa vừa nhẹ nhàng nhưng lại full sát thương, xin bái phục. Vừa rồi là những màn trình diễn gây lú cực mạnh chỉ có trong môn thể thao vua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.